sorcière qui m'a dit de venir écouter. Elle a bien fait. On vous joindra nous. Tháng 5, đong đầy những nỗi nhớ về một thời mong ước kỷ niệm xưa. Hiếu thích Ngọc. Hiện hữu qua những câu chuyện. Trong không gian ký ức. Da diết và lắng động. Đón xem trên Cả Cộng.